chào mừng các bạn đến với kênh tập luyện của Tùng Nguyên. Đây là kênh tập luyện gây nghiện số 1 tạo động lực dành cho những người bị chững cân và khó giảm cân số 1 của Việt Nam. Đây là những cái bài tập chúng ta có thể đốt được từ 500 đến 1.000 calo kết hợp với việc ăn uống tập luyện. Các bạn sẽ từ những con mèo mướp, nhớ chưa? Tại sao là con mèo mướp? Tại vì mèo mướp quá chán các chị em rồi, ngực bụng lúc nào cũng sệ ra những con mèo mướp như quả mướp già vậy. Hãy từ những con mèo mướp và biến thành những con linh miêu như thế này. Wow, wow, wow. Một, bắt đầu. Yes. Rồi, bây giờ thì chúng ta dần dần lại điều hòa nhịp tim xuống. Cuộc chơi này nó làm cho nhịp tim thay đổi bất ngờ, các bạn thấy không? Đây là những bài ăn bụng, yeah, hiểu không? Bụng dưới này. Thế cái tay giơ lên để làm gì? Lưa mà giơ lên. Tay này giơ lên để ăn thêm vào tay, ok không ạ? Vậy là cùng một bài tập chúng ta mất 2 lần calo, vừa ăn vào chân bụng, vừa ăn vào tay. Tập kênh của tôi phải điên rồ, phải wow wow, ok không? Đấy. Hey. Wow. Một, bắt đầu. Nghiêng, nghiêng, chân mông, tay, vai, liên sườn, eo, còn gì nữa. Nhắc lại với các bạn đang may mắn được tập luyện một thể loại cardio có động lực, nhiều năng lượng, mất nhiều calo, số 1 của Việt Nam. Yes. Hold on now. Yes. Wow. Yes. Wow. Hey. Hey. Một, giữ, dừng. Trời ơi. À, yes. Lên, chúng ta tập trung này. Chúng ta tập trung vào cái phía đùi trước của chúng ta để chúng ta bật lên, chứ không phải là chúng ta dồn vào chân sau đâu ạ. Chân sau chúng ta nghiêng, vuông góc vào mặt sàn. Mỏi không? À, quay cho các bạn này. Tụt huyết áp mất. À, à, cố lên nhá. Wow, wow, yeah. Ôi, đồng hồ hết giờ chưa? Oh, cái nữa nhá. Hey. Một, bắt đầu. Rồi chúng ta đổi chân. Tất cả những nguyên tắc khi tập với Tùng luôn luôn theo điều kiện. Công thức: nước chỉ sôi khi 100 độ, 99 độ nước vẫn là nóng thôi, các bạn rõ chưa? Bài tập của Tùng chỉ hiệu quả khi các bạn tập hết, tập hết tất cả về cường độ. Yes. Đừng bao giờ là kẻ thua cuộc. Đầu hàng chính bản thân mình là tệ hại nhất trong các loại đầu hàng. Yes. Wow. À, muốn đầu hàng với bản thân quá em ơi. Một, bắt đầu. Yeah. Đặt chân vào. Các bạn thấy không ạ? Bóp chân nào. Xuống, hạ người xuống luôn. Lúc bật lên chúng ta thở ra. Nếu mà mình cảm thấy mỏi ấy, thì mình sẽ đập xuống này. Mình kiêng lên. Đập xuống này. Kiêng lên. Đó, còn không thì... Yeah. Ai mỏi thì xuống chân lên nào. Wow. 10. Kiêng. Đấy. Điều chứng của liên lạc.
Nói nhiều quá. Tôi thích cả đường huyết đúng không? Một, đẩy mông đằng sau. Bước, bước, kiêng, xuống, xuống, đẩy mông đằng sau. Bước, bước, kiêng, xuống, xuống, đẩy mông đằng sau. Bước, bước, kiêng lên thở ra. Thở ra, đúng rồi. Đẩy mông đằng sau. Đây. Cố lên các bạn ơi. 5 2 4 nào. 4 2 Cái cuối nào. Ok. Một. Bắt đầu. Bật. Yeah. Đúng rồi ạ. Cố lắm. Tùng biết là đến giai đoạn này các bạn mỏi lắm rồi, không khác gì Tùng đâu. Nhưng nhớ nhá, khi cái não mình nó co là cơ thể mình mỏi, đồng nghĩa là calo của chúng ta được lôi ra ở đâu. Còn đây mới là lúc các bạn từng cố gắng từng cái mà. Ê. Wow. À. Nó thoát ra từ hơi thở. Lê. Ra ơi. À. Ok. Chúng ta cần nhiều hơi rồi. Chúng ta đã nhấp sôi rồi. Và các bạn hãy nhớ nhá, đón xem series tiếp theo dành cho những bạn bị chứng cân và khó giảm cân. Tiếp tục những bài tập giúp các bạn giảm mỡ nhiều hơn, dành cho những bạn vốn là con vịt bầu bị bệnh, vốn là con mèo nước như những cái nước khô dài hầm hóng này mẹ luôn. Và chúng ta hãy trở thành vịt cỏ quân đình, trở thành con chim non trông ngon ngon ăn rất giòn. Wow. À. Một. Bắt đầu. Yeah. Rồi. Bây giờ thì chúng ta dần dần lại điều hòa nhịp tim xuống. Cuộc chơi này nó làm cho nhịp tim thay đổi bất ngờ các bạn thấy không? Đây là những bài ăn bụng. Yeah, thấy không? Bụng dưới này. Thế cái tay giơ lên để làm gì? Nguy hiểm rồi. Tay này giơ lên để ăn thêm vào tay. Ok không ạ? Vậy là cùng một bài tập chúng ta mất 2 lần calo. Vừa ăn vào chân bụng, vừa ăn vào tay. Đấy. Tập trung của tôi phải điên rồi. Phải wow wow. Ok không? Đấy. Đấy. Wow. Một. Bắt đầu. Nghiêng. Nghiêng. Chân mông. Tay. Vai. Liên sườn. Eo có còn gì nữa. Nhắc lại với các bạn, các bạn đang may mắn được tập luyện một thể loại đặc biệt có động lực, nhiều năng lượng, mất nhiều calo. Số 1 của Việt Nam. Yes. Yes! Wow! Yes! Wow! Hey! Hey! Một, giúp gần! Trời ơi! À! Yeah! Lên, chúng ta tập trung này. Chúng ta tập trung vào cái phía đùi trước của chúng ta để chúng ta bật lên, chứ không phải chúng ta dồn vào chân sau đâu ạ. Chân sau chúng ta nghiêng, vuông góc vào mặt sàn. Mỏi không? À. Quay cho các bạn này.
Ụt huyết áp mất. Cố lên nhá. Wow. Wow. Yeah. Ôi. Đồng hồ hết giờ chưa? Ô. Cái đó nhá. Hey. Bắt đầu. Rồi chúng ta đổi chân. Tất cả những nguyên tắc khi tập với Tùng luôn luôn theo điều kiện. Công thức: nước chỉ sôi khi 100 độ, 99 độ nước vẫn là nóng rồi các bạn, rõ chưa? Bài tập của Tùng chỉ hiệu quả khi bạn tập hết. Tập hết tất cả về cường độ. Yes. Đừng bao giờ là kẻ thua cuộc. Đầu hàng chính bản thân mình là tệ hại nhất cho các bạn đầu hàng. Yes. Wow. Muốn đầu hàng với bản thân quá rồi em ơi. Một, bắt đầu. Đập chân vào. Các bạn thấy không ạ? Bóp chân vào, xuống hạ người xuống luôn. Lúc bật lên chúng ta thở ra. Nếu mà mình cảm thấy mỏi ấy, thì mình sẽ đập xuống này. Mình kiếng lên, đập xuống này, kiếng lên. Đó, bật không đi. Yeah. Ai mỏi thì xuống kia lên nào. Wow. Mười, tiếng, đấy, điều chứng của liên lẹo. Nói nhiều quá, tôi thích cả đường huyết xuống rồi. Một, đẩy mông đằng sau, bước, bước, tiếng. Xuống, xuống, đẩy mông đằng sau, bước, bước, kiêng, xuống, xuống, đẩy mông đằng sau, bước, bước, kiêng lên thở ra. Thở ra, đúng rồi, đẩy mông đằng sau, đây. Cố lên các bạn ơi, 5, 2, 4 nào, 4, 2, cái cuối nào, ok. Một, bắt đầu, bật, yes, đúng rồi ạ. Tốt lắm. Tùng biết là đến giai đoạn này các bạn mỏi lắm rồi, không khác gì Tùng đâu. Nhưng nhớ nhá, khi cái não mình nó cho là cơ thể mình mỏi, đồng nghĩa là calo chúng ta được lôi ra để đốt. Và đây mới là lúc các bạn từng cố gắng từng cái một. Đấy. Wow. Đó. Mơ. Nó thoát ra từ hơi thở. Nê. Gạo ấy. Đó. Ok. Wow, wow, wow. Hỡi những con linh miêu, chúng ta đang đi dở cuộc chơi này. Hãy dừng lại, like và subscribe, comment mục tiêu tập luyện của các bạn. Comment các bạn muốn xuống bao nhiêu cân, bao nhiêu cm và muốn đăng ký khóa học code online của Tùng như nào. Khóa học code online của Tùng dành cho toàn người Việt Nam chúng ta và ai cũng thể đăng ký được. Hãy comment inbox trên YouTube và fanpage của Tùng. Tùng Huyền luôn đồng hành với các bạn. Yeah.